xa xa. Một ngày khi đến bờ, đời là như gió qua. Nó mò mò, nó đào, bảo đảm là dứng luôn. À, cứ thấy tình mới chạy theo tình cũ bỏ đó, là biết chị phải học đó. Rồi cuối cùng người xưa đâu, người xưa đâu, người xưa đi luôn. Nói mà nha, anh Nhật Linh nó ngồi trước mặt anh bức luôn đấy. Tôi mình một tấm có người xưa. Này là đã rồi, nằm đến với Huệ mộng mơ, tôi ôm mập một tình yêu dịu ngọt. Về đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng pha lẫn trầm tư. Ai đi không hẹn về, sao tặng tình chặt lắm bên tê quê người mưa nắng có còn tình sâu nặng hay nhạt phai trong lòng. Các bạn chân nó mạnh à, nhất là chị Thúy nha, hôm đó mình thấy đừng có thấy chống nặng chống gậy là chết em đấy nha. Không có có đứng đây nói chuyện không, không có cùng à, có cùng đúng vậy không nổi đứng lên nói chuyện. Tao anh chị Thúy Cường cho chị Thúy cái gậy đứng nổi. Ôi giời tội nghiệp, ôi giời tao còn đi nhớ băng nghiến sang tầm bồ cho các chị đứng đi. Đây trời ơi quý vị có thấy chị mong muốn cần tẩm bổ không ạ? Băng nghiến sang để tầm bồ cho các chị có sức để đi. Nói cho nghe, mà bên mình chị Cường sẵn sàng có xăm cho mấy chị tẩm bộ. Nhưng mà mấy chị quậy quá, quậy cái đêm mà mấy ông xã khách cường làm sao mà mấy ông xã không chở mấy chị đi nổi, là biết nằm ở nhà một đống hết trơn. Rồi mấy bà cắm gậy mà đi thôi.
thế là chưa có Sâm, chưa có Yến mà mấy ông xã cũng đã gồng hàng rồi. Có Sâm Yến mà chết đâu nhà luôn. Gió như muốn trở dần ghen.